chân lạnh toát khi chung cư cũ ngừng sốt. Giá chung cư cũ liên tục tăng nóng dù thị trường lạnh ngắt, nhưng nhiều người vẫn bất chấp sự vô lý, bất thường đó, mua vào rồi sụt hố. Trong khi tất cả các phân khúc bất động sản đều lạnh ngắt mà giá chung cư cũ lại liên tục sốt. Đó là một điều rất vô lý và bất thường. Nói thật, chung cư cũ chỉ có dân đầu cơ mua vào, cải tạo lại, rồi tạo sóng ảo để hòng bán với giá như chung cư mới, tạo ra cung cầu ảo. Đó là quan điểm của độc giả cameraman khi chung cư cũ giảm nhiệt. Mức độ quan tâm chung cư Hà Nội nửa cuối tháng 4 giảm 40% so với đỉnh tháng 3. Giao dịch phát sinh trong tháng 4 cũng giảm mạnh, bằng một nửa so với hai tháng trước đó. Nhiều người kỳ vọng lãi gấp đôi khi giao bán chung cư, nhưng dù giảm cả trăm triệu đồng mà gần một tháng nay vẫn không tìm được người mua. Đánh giá về tình hình thị trường chung cư cũ, bạn đọc Vũ Phi Sơn cho rằng cái gì hết nóng là lạnh ngay, có khi lạnh toát chân luôn. Kẻ nhanh chân đã kịp thoát hàng và ăn lời đủ, còn những người chậm chân, ăn theo thì tiền bay rất nhanh. Sẽ chẳng có món hàng nào tăng giá gấp 2, 3 lần chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà là giá trị thực cả. Bất cứ cái gì bị thổi giá cũng sẽ đến lúc vỡ bong bóng và nhiều người sẽ bị sụt hố. Trên thế giới này đã có rất nhiều quốc gia vỡ bong bóng bất động sản. Có trường hợp sau 30 năm, giá bất động sản cũng mới chỉ bằng 60% lúc đạt đỉnh, độc giả Minh Nguyễn nói thêm. Nói về giá trị thực của chung cư cũ, bạn đọc Kim Ramen nhấn mạnh, không bao giờ có chuyện chung cư càng mua lâu lại càng được giá cả. Chỉ có chiêu trò marketing, đẩy giá nhưng giỏi lắm cũng chỉ được vài tháng là cùng. Giờ ai mua chung cư rồi hẳn sẽ ôm cục tức. Vài năm nữa thôi, họ muốn bán được bằng 80% giá mua vào cũng không dễ. Chung cư ngày càng xuống cấp, khó sửa chữa và đâu phải chủ đầu tư nào cũng có tâm, chuyên nghiệp. Cảnh báo tâm lý FOMO khiến nhiều người vỡ mộng chung cư cũ, độc giả Phạm Minh bình luận Thị trường bất động sản Việt Nam luôn có những giai đoạn sốt giá, đẩy giá trị lên cao ngất ngưỡng trong thời gian ngắn. Lý do xuất phát từ một bộ phận người đầu tư lướt sóng, ôm hàng rẻ từ trước tạo giao dịch ảo, tự mua bán qua lại với nhau. Cuối cùng, những người mua sau chịu tâm lý FOMO sẽ phải gánh hết hậu quả. Để rồi sau mỗi đợt sốt ảo, mặt bằng giá của thị trường lại bị đẩy lên gấp 2 đến 3 lần, rất khổ cho những người không gặp may, những người trẻ chưa có nhà. Do đó, cần sớm có chính sách thuế chống hoạt động mua đi bán lại nhằm đẩy giá, tạo sốt ảo để thị trường bất động sản được phát triển ổn định. Giá chung cư tăng 40% rất vô lý. Nhu cầu mua nhà tăng là có thật, nhưng không thể tới mức sốt khiến giá nhà chung cư tăng tới 40% chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, giá chung cư đầu năm tại Hà Nội tăng gần 40% so với 2019, thậm chí căn hộ tại dự án đã sử dụng 5 đến 10 năm, nhà tập thể cũng leo thang. Bình quân chung cư cũ ở thủ đô đạt hơn 36 triệu đồng mỗi m2. Nhiều căn nhà tập thể tuổi đời hàng chục năm ở quận trung tâm Hà Nội được giao bán lên đến 100 triệu đồng một mét vuông, ngang với chung cư cao cấp. Tôi cho rằng, tất nhiên nhu cầu mua nhà tăng là có thật, nhưng không thể tới mức sốt khiến giá nhà tăng nhanh tới mức như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nên, việc nghi ngờ có tình trạng chung cư bị thổi giá là hoàn toàn có cơ sở. Không cần phải tiếp xúc trực tiếp với các môi giới bất động sản mới có thể nhận ra những bất thường ở đây. Báo chí và truyền hình đã có nhiều phóng sự nói về những chiêu trò đăng bài mua bán ảo chung cư với mức giá cao hơn nhiều lần thị trường. Môi giới còn cho người liên tục gọi điện cho người bán để trả giá cao hơn, khiến những người có nhà tưởng rằng giá chung cư đang tăng mạnh. Khi đó, một là họ sẽ bán vội cho môi giới, đạt được mục đích gom hàng, hoặc người ta không bán nữa mà giữ nhà đợi lên giá, tạo cảm giác khan hiếm hàng để môi giới đẩy giá vẫn là đạt được mục đích. Các bạn cứ thử nghĩ, trong một group cư dân chung cư Đột nhiên có 10 người đăng bài cần mua và bán cao hơn giá bạn vừa đăng hôm qua vài trăm triệu đồng thì có đủ ảnh hưởng tới tâm lý của những người khác không? Lúc đó có lẽ người ta lại đồn đại ầm lên rồi về kể hết cho họ hàng và sốt lên đi mua bằng được. Tất nhiên, khi đó, người bán được hàng là họ. Trong tay họ cũng không thể chỉ có một hay hai căn mà là rất nhiều. Và họ cũng không chỉ có một mình mà buôn có phường, bán có hội. Nói chung, để kìm giá chung cư Tôi cho rằng việc cần làm ngay lúc này là phải đánh thuế lũy kế theo số sổ đã và đang đứng tên mỗi năm của mỗi cá nhân, đôi khi là của cả hai vợ chồng hoặc của cả công ty bất động sản. Càng buôn nhiều càng tích trữ nhiều thì càng phải đóng thuế nhiều. Khi đó, giá mà họ đưa ra sẽ không thể cạnh tranh được với những người buôn ít. Và đương nhiên, khi người buôn nhà đất chỉ bán được ít thì chắc chắn họ sẽ phải đưa ra mức giá rẻ hơn để hồi vốn. Chứ nếu căn thứ hai cũng tính thuế như căn thứ 20, đều là bất động sản thứ hai, thì không thể thay đổi được thị trường do người bán cứ cộng vào giá cho người mua là xong. Thêm nữa, chúng ta cần tiến tới việc biến môi giới bất động sản thành một nghề cần có chứng chỉ hoạt động. Người làm nghề này phải khai báo chính xác và đóng thuế thu nhập khi môi giới thành công, ai vi phạm sẽ bị thu chứng chỉ một năm. Có như vậy, chúng ta mới khống chế được vấn nạn môi giới giao kèo với chủ nhà, anh thu đủ phần anh, còn em giao bao nhiêu kệ em, khiến giá nhà đất tăng không kém đầu cơ. Môi giới bất động sản bây giờ lấy công là tiền chênh lệch luôn chứ không phải hoa hồng 1% như chục năm trước nữa. Như hàng xóm cạnh nhà tôi cũng đang bán nhà gần 3 năm trời. Tôi thấy người ta giao bán trên Facebook giá 12 tỷ đồng. Ấy vậy mà mấy lần ngồi chơi ở cửa, tôi thấy mấy cò rắt khách tới xem, người thì nói giá 11.5 tỷ, người lại kêu 10.8 tỷ trong cùng một buổi sáng, cuối cùng chẳng hiểu chủ nhà muốn bán bao nhiêu.